Hello everyone. Chào các bạn học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 mới, chương trình cải cách sách Write On. Và chúng ta tiếp tục với bài số 1, Unit 1, phần D, Everyday English. Mô tả nhà của bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành đoạn hội thoại sau dựa vào những cái từ trong đây. Những cái từ trong đây nhé. Rồi. Bạn Barry và bạn Nat đang nói chuyện với nhau. Barry và Nat đang nói chuyện này. Your house is awesome. Các bạn đọc awesome. Awesome. Awesome nó bằng với từ wonderful. Wonderful, very good. Tuyệt vời đó. Thanks. What's your house like? Nhà bạn đẹp quá. Nhà bạn tuyệt vời quá. Cảm ơn. Nhà của bạn như thế nào? Cái từ mà what's like có nghĩa là như thế nào. What's your house like? Nhà của bạn như thế nào? It's really big. Nó rất là to. There are four bedrooms. Nó có 4 phòng ngủ đó, 4 phòng ngủ. Is your room big? Phòng của bạn có to không? Yes, it is. Có. There's a bed and a desk. There is a bed and a desk with a computer on it. Có một cái giường và một cái bàn với máy tính trên đó. Sound nice, là nghe tuyệt vời quá. Is there a garden? Có vườn không? Nhà bạn có vườn không? No, there isn't. Không có. But that's okay. Nhưng mà nó ổn. Nhưng mà điều này thì không có sao dạng vậy đó. Không sao hết. But that's okay. Why is that? Tại sao thế? Because there a big park. Bởi vì có một công viên opposite my house. Bởi vì có một công viên đối diện với nhà của tôi. Bởi vì có một công viên đối diện với nhà của tôi. Vậy thì câu số 1 sẽ điền từ trans. What's your house like? Số 2 là is your room big? Số 3 là sound nice. Is there a garden? Số 4 là why's that? Nha. Rồi. Phần B. Bài số 2 là sẽ đóng hai bạn học sinh sẽ đóng vai để mà hoàn thành đoạn hội thoại này. Các bạn hãy học thuộc và đọc cho giỏi nha. Rồi bài 3 hoàn thành cái bài dưới đây. Bây giờ chúng ta có từ what's your house like? Nhà của bạn như thế nào? Is your room big? Phòng của bạn có to không? Is there a garage? Có garage chỗ để ô tô không đó? Is this near a park? Nó có gần công viên hay không? Chúng ta điền vô đoạn hội thoại sau. Câu số 1 người ta làm sẵn cho mình rồi. What's your house like? Nhà bạn như thế nào? My house is small and modern. Nhà của tôi nhỏ và hiện đại. Câu 3. Is your room big? Phòng của bạn to không? No, it's small. Không, nó nhỏ thôi. Câu tiếp theo. Is there a garage? Có garage không? No, there isn't. But there a garden. Không có nhưng có một cái vườn. Số 3 làm rồi này. Số 4. Is this near a park? Có gần công viên không? Yes, it is. Rồi. Các bạn để ý nè. Ở đây á, tại sao chúng ta phải is there? Bởi vì ở đây trong câu trả lời là no there isn't. Trong câu hỏi nó phải is there thì ở dưới mới là there isn't. Tương tự bên này ZSE thì đằng câu hỏi sẽ là is it, nó câu hỏi Z no mà. Is it nha. Tương tự ở đây chúng ta làm sao biết điền cái này, bởi vì đây là nhỏ mà đây là to, hai cái này trái nghĩa với nhau, nó phải cùng một cặp. Rồi xuống bài dưới sẽ là bài pronunciation, phần phát âm chữ A. Chúng ta có hai cách phát âm, đó là A hoặc là O. A, O như thế này. Chúng ta sẽ tích này. Garden là chữ A, chúng ta phát âm chữ A này là A. Garden, tích vào đây. Awesome, tích vào đây. Awesome. Bathroom, tích vào đây. Wardrobe, tích vào đây. Small, tích vào đây. Chữ O. Carpet là tích vào đây ha. Rồi. Trang 27 của chúng ta đã hoàn thành.